Chiều ngày 17 tháng 12, đại tá Đặng Hồng Đức, giám đốc công an tỉnh Yên Bái, đã dự sinh hoạt tại chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu. Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu hiện có 27 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên dự bị. Với chức năng nhiệm vụ là lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Trạm Tấu, từ đầu năm đến nay, chi bộ đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới 100% đảng viên tổ chức ra soát, đánh giá năng lực sở trường công tác của từng đảng viên, viên chức để bố trí vị trí việc làm, công việc chuyên môn phù hợp. Trên cơ sở giảm đầu mối viên chức văn phòng, hoàn thành một cuộc kiểm tra đảng viên, một cuộc giám sát đảng viên theo kế hoạch. Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị quản lý tốt hơn 36.000 ha rừng. Phối hợp tổ chức 47 buổi tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, thu hút hơn 3.500 lượt người tham gia ký kết bảo vệ rừng. Sản xuất gieo ươm và tiêu thụ 260.000 cây giống phục vụ cho công tác trồng rừng mới. Trong năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cũng đã hoàn thành trồng 100 ha rừng, đạt 135% kế hoạch được giao. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh, đã chia sẻ những khó khăn của tri bộ, cơ quan Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu, đồng thời đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt và những kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chỉ ủy, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu từ đầu năm đến nay, đặc biệt là việc hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu về trồng rừng mới. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng rừng phòng hộ và độ che phủ rừng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cũng đề nghị trong thời gian tới, chi bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác sinh hoạt đảng theo đúng quy định, tăng cường đoàn kết trong chi bộ cơ quan, tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về quản lý bảo vệ rừng hàng năm, đặc biệt là thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp về phát triển lâm nghiệp.